Austin được xem là điệp viên số 1 tại Anh Quốc, kẻ thù chuyển kiếp của anh chính là tên bác sĩ điên Evil. Trong khi bác sĩ điên bận rộn lên kế hoạch xử lý anh điệp viên giang hồ muốn nổ cả não, thì anh chàng điệp viên chỉ có mỗi việc ăn diện bảnh bao rồi bước ra đường để các cô nàng hú hét đuổi theo. Hôm nay sau khi chạy khỏi một đám fan cuồng trên phố, Austin nhảy lên xe của bà Kensington và nhận được tin Evil đang tổ chức tiệc thác loạn để tìm cách tiễn anh về trời. Không hề né tránh, anh điệp viên giang hồ lái xe tới câu lạc bộ yêu mèo rồi ra sức nhún nhảy chờ tên kỳ phùng địch thủ tung chiêu. Đang chơi vui, Austin bất ngờ đi đường quyền hạ gục cô em phục vụ đồ uống và nhanh chóng chỉ ra đó là một tên cú có gai đang ngụy trang ám sát anh. Giải thích xong, anh giang hồ kéo cú có gai dậy để tra hỏi về bác sĩ điên. May mà lúc này ông bà đột nhiên phù hộ kịp thời nên khi Evil trốn trên cầu thang định bắn tên Austin đã lệch hướng trúng vào vai tên giả gái. Anh giang hô ngay lập tức tăng ga xé gió đuổi theo, ai ngờ vừa đến nơi thì Evil lại chui vào cái thép tự đóng băng chính mình trong 30 năm. Có lẽ tên bác sĩ điên nghĩ rằng 30 năm nữa thì Austin đã thành một ông già lụ cụ, vì vậy hắn sẽ dễ dàng để hắn làm thịt hơn. Đúng 30 năm sau, tên lửa chứa kén chữ đông của Evil hết nhiên liệu và rơi xuống Hoa Kỳ. Biết đây là sự trở lại của tên bác sĩ điên đại ác nên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mẽo lập tức bay sang Anh để cầu cứu. Điều thú vị là Austin cũng đã tự đóng băng mình suốt 30 năm qua và đây là thời điểm người ta giã đông anh để bắt đầu hành trình chống lại Evil. Sau khi các kén làm nóng và được sấy khô, anh điệp viên giang hồ đã đi xả nước cứu thân trong suốt hơn một tiếng đồng hồ. Đến đây thì Austin được thông báo lại tình hình thế giới sau 30 năm dù đầu óc anh vẫn còn rất ngáo ngơ. Thế nhưng chỉ nghe tới chiếc phi thuyền hình người, anh ta lập tức tỉnh táo đòi bắt tay vào công việc ngay. Vì người cộng sự Kensington của anh giờ đây đã thành một bà lão nên tổ chức bắt buộc phải đưa con gái bà là Vanessa tới làm thư ký cho anh. Trong lúc anh giang hồ bận rộn nhận lại trang thiết bị cá nhân đầy biến thái thì bác sĩ chọc đã bắt đầu chỉnh đốn môn hộ sau khi giã đông. Vì là tên đại ác nên Evil ra tay nướng chín những thủ hạ khiến con mèo của ông ta bị rụng trụi lông sau khi giã đông. Sau khi thanh toán nợ nần, Evil còn lại 4 trợ thủ là bà già mắt lác, Random đô vật với đôi tay thần sầu, Patty sát thủ thích đeo vòng tay màu mè để cầu may, cuối cùng là số 2 chuột mắt chuyên điều hành công việc kinh doanh cho tên bác sĩ chọc. Với bộ tứ thủ hạ đầy nguy hiểm, Evil muốn kiếm tiền để hạ gục Austin nên dự định bán bí mật của giới quý sở tộc. Nhưng tình hình những người nắm quyền ở xứ sở sương mù đã thay đổi rất nhiều sau 30 năm nên kế hoạch này thất bại. Bác sĩ chọc lập tức đưa ra kế sách thứ hai là khoan thủng tầng ozone bằng máy chiếu tia laser để tống tiền cả thế giới. Nhưng đương nhiên cách này cũng không thể thực hiện vì đã quá lỗi thời nên tên đầu chọc quyết định cướp đầu đạn hạt nhân để đòi tiền chuộc. Khổ cái là mức tiền chuộc 1 triệu đô quá bèo bọt nên anh chột lần nữa phải nhắc nhở ông chủ rằng đây là thời đại 30 năm sau khi ông ta đóng băng rồi. Lúc này Evil mạnh dạn đặt mục tiêu đòi 100 triệu đô từ Liên Hợp Quốc nếu hắn thành công trộm được đầu đạn hạt nhân. Kẻ xấu thì bận rộn làm việc là thế nhưng anh điệp viên răng vổ thì lại hết sức nhả nhớt trên máy bay riêng. Việc anh ta quan tâm nhất lúc này là uốn éo khoe mẽ để dụ Vanessa nướng khoai cho mình. Thế nhưng cô trợ lý ngọt nước nói thẳng dù có chết bà đây cũng để cái lò được yên chứ chẳng dại đi nướng khoai cho một thằng dở hơi. Bên kia chiến đội của Evil được bổ sung thêm một thành viên, đó chính là Scott, con trai của bác sĩ chọc được bà già mắt lác tạo ra từ phòng thí nghiệm bằng gen của ông ta. Nhưng anh chàng tóc xoăn không mấy hứng thú với việc nhận cha dù Evil đã giàn giụa nước mắt giang tay chờ được ôm con trai vào lòng. Bên phía Austin đã tới Las Vegas nhưng vẫn chưa hết quyết tâm. Anh giang hồ ra sức gạ gẫm Vanessa cho phép anh ta thử độ dẻo dai của con chim non sau 30 năm đóng băng. Như là trợ lý chuyên nghiệp nên dù đã nứng nừng nưng cô ả đeo kính vẫn yêu cầu anh điệp viên cùng riêng tập trung vào công việc. Cả hai cùng nhau tới một casino để tiếp cận số 2 vì Vanessa tin tên chuột này có liên quan đến Evil. Đối đầu nhau trong ván bài xì rách, Austin cố tình thua và giới thiệu mình là một doanh nhân để tiếp cận số 2. Theo chân tên chuột vào nhà vệ sinh, anh giang hồ không thấy con mồi đâu nên tranh thủ test bồn cầu mà không biết phía sau có một cánh cửa. Patty đã phục sẵn từ bao giờ để dùng vòng tay màu sắc siết cổ anh ta. Bị bất ngờ nhưng anh giang hồ không nao núng, lợi dụng sơ hở anh kéo luôn gã sát thủ xuống ấn đầu vào bồn cầu rồi tra hỏi. Nhưng sản phẩm của Austin trong bồn cầu có sức công phá quá đáng sợ nên Patty tắt thở đi chầu ông bà ngay lập tức. Dù vậy, Evil đã kết nối tới phòng họp của Ủy ban Liên Hợp Quốc và tuyên bố đánh cắp đầu đạn hạt nhân rồi ra giá 1 triệu đô. Mức giá này khiến ai nấy bật cười mỉa mai tên bác sĩ chọc vì tưởng hắn đang muốn sang Việt Nam thi thách thức danh hài. Ngay lập tức số 2 nhắc nhở tên sếp ngáo ngơ và Evil tăng giá lên 100 tỷ đô nhưng vẫn bị Liên Hợp Quốc từ chối thương lượng. Dù vậy tên chọc tự tin với kế hoạch của mình nên lạnh lùng tắt máy rồi hả hê cười với đám thủ hạ. Lúc này trong vai hai vợ chồng, Austin và Vanessa đang phải ở cùng một phòng trong khách sạn. Cô nàng đeo kính gọi điện cho mẹ và được xác định bà chưa từng ăn cây kem bị đóng băng 30 năm này nên cô tự tin hơn hẳn. Hôm sau cả hai cùng nhau theo dõi Evil nhưng chẳng thu thập được thông tin gì mà chỉ toàn là những khoảnh khắc tán tỉnh. Đến tối anh điệp viên giang hồ tạo nét bằng màn đưa nàng dạo phố trên chiếc xe buýt 2 tầng vô cùng xa hoa lãng mạn. Sau nhiều ngày được tán tỉnh lại có thêm màn lộn cầu vồng cọ sát ở phòng chung trong khách sạn. Vanessa mượn rượu dâng lò đến tận miệng nhưng Austin bỗng mất hứng nướng khoai nên cả hai chỉ ôm nhau kể chuyện xưa. Khi cô trợ lý đã ngủ ngon lành thì cục tình báo anh gọi đến giao cho Austin tìm hiểu về dự án Vulcan của số 2. Nhận lệnh là lên đường, Austin đến nhà tên chuột nhưng vì quá phấn khích nên đánh động cô nàng ngọt nước đóng vai vợ của số 2. Thế nhưng với kinh nghiệm tán gái từ thập niên 60, anh giang hồ bày ra tư thế quý ông rồi dụ cô ả tắm bồn với mình.
Chỉ tiếc rằng lần này Austin lại trúng mỹ nhân kế nên để lộ danh tính thật. Tôi cũng không hiểu vì sao điệp viên mà lại đem theo các visit khi đi làm nhiệm vụ. Chắc biên kịch thấy đường hành động của anh giang hồ dễ dàng quá đây mà. Biết kẻ thù truyền kiếp đang điều tra mình, bác sĩ Evil triệu tập đàn em tìm kế sách đối phó. Bà già mắt lác lập tức tung ra dàn robot mang hình dạng mỹ nhân với hai họng súng được ngụy trang ngay trên ngực, có thể nhả đạn không giới hạn. Loạt vũ khí vừa mờ vừa lem lại còn nóng bỏng này đồng thời cũng khiến tên chọc bấn loạn. Nhưng phía anh giang hồ lúc này cũng đang được trang bị nhiều vũ khí tối tân phục vụ cho điệp viên. Austin cũng không ngại khoe những bức ảnh chụp dự án Vulcan mà anh thu thập được tối qua cho sếp của cục tình báo. Vị sếp rất tự hào về anh nhân viên có hàm giang hồ nên đã giới thiệu mẹ của mình cho anh chàng. Đúng lúc này bệnh nghề nghiệp nổi lên, Austin tung long hổ quyền đấm bay ảnh đại diện của bà lão lại còn lao tới giật tóc trên đầu bà. Nhưng rất tiếc đây không phải là gián điệp nên anh giang hồ ăn đủ chửi bới từ ông sếp khó ở. Bên kia cha con Evil và Scott đưa nhau đến một buổi trị liệu để hàn gắn tình cảm sau 30 năm chưa từng gặp gỡ. Nhìn cảnh này tôi thực sự không biết ai mới là nhân vật phản diện. Còn nam chính của chúng ta thì lại bận rộn giải trình với cô thư ký nóng bỏng về màn tắm bồn đốt lò tối qua. Anh chàng phấn khích đến mức khoe mình còn nhân trần trong lúc chơi xếp hình làm Vanessa tức điên. Cô nàng tuyên bố nếu muốn nếm thử mùi vị của cái lò cô đang giữ thì anh không được phép đưa con kiều đi chơi xa nữa. Vừa thức dậy sau 30 năm bị đóng băng nên Austin rất khổ sở khi làm quen lại với thế giới và đặc biệt là cách tán tỉnh phụ nữ. Biết anh giang hồ đang chán đời nên Vanessa cũng xuống nước vui vẻ động viên anh ta rồi tiếp tục đóng vai vợ chồng để tham quan xào huyệt của số 2. Dù đã tỏ ra rất chuyên nghiệp nhưng khi cả hai cải trang thành nhân viên của tổ chức này thì chỉ vài phút sau đã bị phát hiện. Anh điệp viên giang hồ lái chiếc xe lưu tốc độ rùa bò lao vào tên bảo vệ và kỳ lạ thay hắn chỉ đứng yên tại chỗ mà gào thét chứ chẳng đuổi tới bắt họ. Thì ra tên đô vật đã có mặt ở đây từ lâu và chỉ chờ giây phút này để tóm gọn cả đôi. Austin và Vanessa được đưa đến diện kiến tên bác sĩ chọc rồi tiện thể chứng kiến hắn trình bày kế hoạch Vulcan với Liên Hợp Quốc. Hóa ra đây là một mũi khoan khổng lồ sẽ được khoan thẳng vào tâm trái đất để chứa đầu đạn hạt nhân mà Evil trộm được. Nếu Liên Hợp Quốc không trả số tiền chuộc khổng lồ, tên chọc sẽ cho nổ tung cả trái đất. Trong lúc chờ đợi Liên Hợp Quốc bàn bạc, bác sĩ điên sai người bày bàn tiệc tiếp đón Austin. Người thấy mùi đồ ăn ngon Scott cũng mò về rồi tỏ vẻ thiếu gia kể lể những câu chuyện nhảm nhí khiến ai nấy câm nín vì không hiểu. Trải qua 77-69 lần hàn gắn nhưng Evil cảm thấy vẫn không thể yêu nổi thằng báo con này nên định nhấn nút cho nó biến mất vĩnh viễn thì bị bà già mắt lác ngăn cản. Không giết được thằng con lão chọc liền bắt Austin và Vanessa rồi tống vào căn hầm nuôi cá đột biến. Nhưng trò mèo này không đủ để làm hại cặp đôi vì họ đã được trang bị chỉ nha khoa siêu bền đủ để đỡ họ đu lên xà nhà sang bờ bên kia. Ngoài ra kem đánh răng gây bỏng giúp anh răng hô đè nghiến tên bảo vệ xuống hồ nước để lũ cá được thưởng thức món óc người sống. Cặp đôi nhanh chóng thoát khỏi hầm cá mập và chia nhau ra hành động. Theo đó, Vanessa sẽ trốn ra ngoài cầu cứu tổ chức còn Austin sẽ cầm chân người của Evil. Trước khi đường ai nấy đi, anh điệp viên giang hồ tung ra những lời tán tỉnh tuyên bố cô trợ lý mới là tình yêu duy nhất của đời mình. Nghe đến đây cô ả phê pha nên lập tức rời đi mà không biết rằng chỉ vài phút sau đó Austin phải đối diện với dàn robot Merlem. Dù xác định mình phải cứu nhân loại nhưng trước cảnh một cô ả mặc đồ ngủ cưỡi lên vai còn dàn mỹ nhân khác dùng hai núm đào phun khói vào mặt, anh giang hồ bắt đầu lơ là. Nằm giữa các em xinh tươi bưởi to ngọt nước, Austin cuối cùng vẫn lấy lại được tinh thần nên quyết định rời đi. Đương nhiên đám robot gợi cảm không dễ dàng để anh rời đi, song tuyệt chiêu tán gái thập niên 60 cùng thân hình lõa lồ đầy lông lá và điệu nhảy đuông dừa của Austin đã khiến lũ robot bị lắc rồi nổ tung. Vậy là chẳng cần đánh anh giang hồ cũng chiến thắng. Nhưng đúng lúc lũ robot nằm la liệt còn trên người anh giang hồ chỉ còn chiếc quần xịt thì Vanessa đưa cứu viện ập vào. Cảnh tượng rất khả nghi nhưng cô ả lại lựa chọn đặt niềm tin vào Austin vì còn nhiệm vụ phải tiến hành. Lúc này mũi khoan của Evil đã bắt đầu hoạt động, đầu đạn hạt nhân cũng được đưa vào. Không để tên chọc đạt được mưu đồ, người của Austin ập vào xả súng tiêu diệt những tên bảo vệ. Nhưng Evil đã nhanh chân chạy thoát, bộ đếm giờ đưa đầu đạn hạt nhân xuống lòng đất cũng chỉ còn vài giây. Với hào quang nam chính, anh giang hồ liều mình lao tới bấm nút hủy bỏ lệnh hoạt động của đạn hạt nhân khi đồng hồ còn lại một giây. Trái đất đã được cứu nhưng Austin vẫn chưa dừng lại mà quyết truy lùng Evil tới giây phút cuối cùng. Cặp kỳ phùng địch thủ chạm trán nhau và anh giang hồ bị tên chọc sáo huấn một hồi vì tội lăng nhăng. Không muốn phải nghe đạo lý, Austin nhào tới định tóm sống Evil nhưng đúng lúc này vợ của số 2 áp giải Vanessa đi vào. Cô ta yêu cầu anh giang hồ đầu hàng nếu không sẽ bắn bể gáo dừa của cô trợ lý ngọt nước. Đúng lúc này báo con Scott đi vào và bị Austin tiện tay tóm lấy làm hàng trao đổi. Nhưng anh giang hồ đã đánh giá nhầm tình phụ tử của Evil. Hắn năn nỉ anh xử tử thằng con báo đời dùng mình vì chính hắn cũng muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Qua chán nản, Scott vùng thoát khỏi tay Austin. Cùng lúc số 2 tiến vào, Evil vô cùng tự tin hạ lệnh cho hắn giết anh giang hồ. Thế nhưng tên chuột lại chĩa súng về phía Evil và tuyên bố phản bội vì hắn quá chán nản với việc phải ở dưới trướng một kẻ lạc hậu so với thời cuộc. Số 2 đề nghị Austin ngồi lại để bàn chuyện hợp tác nhưng tên ngốc này lại ngồi đúng vào chiếc ghế hủy diệt nên Evil chỉ cần bấm nút là hắn đã bị đưa vào lò nướng. Tình cảnh trở nên hỗn loạn, Vanessa nhân cơ hội hạ gục vợ của số 2 còn tên chọc thì bấm nút phá hủy cả căn cứ rồi nhanh chân chạy vào tàu vũ trụ hình người tiếp tục tự đóng băng mình 30 năm nữa. Không còn nhiều thời gian nên anh giang hồ mặc kệ Evil rồi kéo cô ả trợ lý chạy lên chiếc xe huyền thoại của mình. Chỉ là màn san tô 3 vòng khiến đôi trứng cút của anh hạ cánh đúng vào cần số xe.
và trong khi nam chính tận hưởng cú va chạm trời giáng thì chiếc xe lao như bay đưa họ rời khỏi căn cứ đúng lúc nó nổ tung. 3 tháng sau anh Giang Hồ kết hôn với Vanessa và tận hưởng hạnh phúc bên cái lò hư hỏng. Nhưng vừa trải qua một hiệp xúc than vào lò thì sếp của tổ chức tình báo gọi đến cho biết cả hai sẽ được nữ hoàng phong tước. Đúng lúc tưởng đã bước lên đỉnh cao đời người thì tên đô vật đàn em của Evil cải trang thành người phục vụ phòng tiến vào bóp cổ Austin. Vanessa nhanh nhẹn tặng vị khách vô duyên này một chai rượu vào đầu rồi cùng anh chồng Giang Hồ ra ban công ngắm sao. Nhưng đúng lúc này trong kính viễn vọng của họ xuất hiện hình ảnh con tàu của Evil cho thấy hắn sẽ sớm quay lại. Hãy chờ đợi phần sau để biết anh Giang Hồ đối diện thế nào với tên bác sĩ thích đông lạnh bản thân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.